Chào các mẹ và các bé. Tại video trước, Ami đã hướng dẫn các mẹ cách làm thế nào để giúp các con vẽ các đồ vật có hình tròn một cách đơn giản nhất. Tại video này, Ami muốn chia sẻ với các mẹ cách dạy trẻ vẽ được những vật có hình vuông và hình chữ nhật. Các mẹ cùng theo dõi nhé. Trẻ ở độ tuổi từ 3 tuổi, chưa phải trẻ nào cũng đã phân biệt được hình vuông và hình chữ nhật. Vì thế các mẹ hãy tạm gác lại hình tròn, những đường cong và đường lượn sóng để hướng dẫn trẻ tập trung và học thuộc thành thạo nét thẳng, ngang và dọc. Khi trẻ đã thuộc rồi thì cha mẹ có thể hướng dẫn trẻ vẽ hình vuông và hình chữ nhật. Sau khi các con đã nắm được hình vuông và hình chữ nhật thì các mẹ có thể gợi ý cho các con những đồ vật hoặc là các con vật có hình vuông và hình chữ nhật nhé. Ví dụ như là các con có thể vẽ một chiếc tàu hỏa bằng nhiều hình chữ nhật. Hoặc là các bé trai hãy vẽ một chú robot được ghép từ hình chữ nhật và hình vuông. Các bé gái có thể vẽ những hộp quà rất là đơn giản đúng không ạ? Hộp quà thì bé nào cũng thích. Và những chiếc bánh quy cũng rất là thú vị. Sau khi con đã vẽ được những cái đồ vật có hình vuông và hình chữ nhật thì các mẹ hãy hướng dẫn các con kết hợp hình vuông và hình chữ nhật cùng với... nhiều ý tưởng nhất. Các mẹ hãy giúp các con vẽ ra những hình thú vị và gửi về cho Ami TV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.